Còn mấy quả không nở rồi, nó không có được à? Còn mấy quả sao không nở nhỉ? Nó không ốp nữa nhỉ? Bên này nó lại có gà đẻ đây bên này rồi. Đây trứng đây. Cái này thối hết rồi. Thối hết rồi. Này thối hết rồi. Đấy, nên lấy gạo xuống con ăn. Cái này lấy thêm luôn. Mà thối rồi mặc xuống. Cái rừng này đẻ trứng rồi em ơi. Đẻ rồi á? Ừ, đây này. Đẻ dưới đất này thôi. Đi làm tổ cho nó đi. Làm tổ em làm cám lợn đi rồi. Đây này. Con đẻ trứng rồi. Này mùa đẻ trứng rồi. Đi em làm cám lợn nhé. Vâng. Anh đi đan nhé. Đan tổ anh đi. Anh vừa được thế rồi. Thank you.
mát quá, đúng không? Thôi rồi. Thôi. Đi. Phải dừng nữa. Dấu gì mới đầy đây nhỉ? Đây. Dấu chân to thế. Đây dấu mẹ nó đây. Đấy chắc con nó, nhỏ nhỏ này chắc con nó. Ôi lợn rừng thật đấy. Lát hết một bên. Ô đến tận đây. Làm một chiếc vào chỗ này nhỉ? Làm bấy á? Ừ, làm bấy một chiếc vào chỗ này. Ô cần. Được, dây này được. Dạ, hai ngắn. Dạ, anh đánh xong em đạp chân để chân thử treo được không nhé. Treo được người lên. Bay vào bên kia. Này có mò lượn vào có mò. Bay tận ngọn cây. Chẳng chắn. Anh thường cha đầu mối vào đây. Bảo rồi đút cái chân của em vào đây xem thử nó có lên được không. Tiếp bên này. Đi em đi lại đi tìm dây. Lấy dây. Em lấy cây cắm từ đây ra bên kia đi. Làm luôn chật cắm.
Chưa đi đến cũng chưa được rồi. Đi Thank you.
lấy túi xuống đây em ơi. Đây, lấy ơi. Được hai chỗ. Anh chọc đầu. Chọc đầu chưa? Nhiều lắm, lấy túi xuống. Lấy xuống, lấy xuống. Đi bắt túi vô. Đi bắt túi. Đi bắt túi. To quá. Ủa sao cuốn mưa? Mưa. Nói nghe ra nó mưa nó phải sáng trời luôn chứ. Cả mưa còn tối. Không thấy mình nó không biết thấy người vẫn chưa bật nhỉ. Đẹp thế này anh không bật. Bật chưa bật. Cái này vẫn chưa bật nhỉ. Không giấu chân nó mới đi đến thế này nhưng không sang thế này. Đặt ở đây. Thank you.
Thank you.